Mình đang phải dựa vào những cú đạn thần quang của Hoàng Tê rất là nhiều. Trong khi đó thì Fabian Sport với những vị tướng có khả năng là phòng ngự lính từ xa cực kỳ tốt, đó là Leo Su cũng như là con bài này. Fabian Sport đang đánh thực sự là trình trạng ở trong ván đấu đầu tiên, đã là được 14 giờ mấy một tuần lao vào tới từ vị trí của ba thành viên bên phía bên mình, lấy được cái mạng của Whitey và sau ôi dài ôi không có đâu. Tiếp theo thì có lẽ là Nam Ác sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình và đạn thần quang tung ra của Hoàng Tê, lấy được 3 điểm hạ gục của Fabian Sport, và có thể trận đấu này sẽ kết thúc luôn ở đây khi mà chỉ có một mình Kettori cũng như là vị trí của Phoenix còn ở trên bản đồ mà thôi. Sân khấu điện ảnh quá nhờ, bắn một viên chúng biết có người ở trong bụi nhưng người đó lại đi ra và còn ba người khác lao vào, và bây giờ Fabian Sport đang đứng trước nguy cơ bị dẫn trước với tỷ số là 1-0 và họ không còn cách nào để ngăn cản điều này nữa rồi. 1-0.